Hồi nhà làm đám ma đó là nhà của em đó, ngày em cũng chết luôn. Chết rồi. Em mất luôn hả? Ừ, nhà đó cũng mất luôn hả? 7 người con lận mà chết hết rồi, còn có 2 đứa đó bây giờ á. Ngủ rồi vậy mất luôn. Ngủ rồi không, mẹ ổng không biết mất nữa, mới sáng sớm 6 giờ bả lại kêu mới biết mất. Trời ơi. Ừ, không biết mất hồi nào không biết. Cũng không biết nữa, mưa gió rồi bả cũng nghe ghen lắm, mà mưa gió lớn hồi tối. Nằm ghen trong nhà. Dạ nằm ghen rồi bả ở nhà sau này bả nghe á, mà bả mưa quá bả không nghe được. Trời ơi. Ổng nằm ở chỗ này nè, chỗ dẹt ở đây nè. Rồi mắt hồi tối không biết. Mà người chị ở đây á thì ổng ói rồi mà chưa có ra máu. Cái tầm cỡ 4 giờ chiều á mới là ổng ói ra máu. Trời ơi. Ủa cái bụng ổng bự vậy nè. Cái bệnh hay cái đó. Cái xơ gan bụng bự á. Rồi ổng đen thùi, cái miệng ổng trắng tươi luôn à. Uống. Nó ói ra máu đó, uống rồi nó hết rồi, máu đó hết rồi mà hôm qua nó mệt. Dạ. Mệt rồi hôm sau mà nó mắc luôn đó. Rồi bả mỗi hồi sáng đi thấy không ra đó, mỗi lần ổng thức sớm lắm. Ổng ra rồi ý ổng thấy ra đó rồi ý lại coi thấy ổng nằm cứng ngắc rồi. Tại bà cũng dắt anh em để qua bên nhà của bà bên này có chú anh chị. Còn nhà. Lúc cũng ở đây cái bụng sốt. Cái sao cũng từ nhà của bà. Toàn đắt nã. Cái chỗ giấy tờ ở đây. Qua cái xuồng nè. Hai chiếc xuồng. Để cho sư tới của chú anh chị. Chúng cũng chuẩn bị đánh giờ liệm của chú anh chị. Sư thì khi mà qua nhà thì phải đi qua một cái con sông như thế này. Được anh em cầm chứ, ngành chứ. Hết không? Đây có hai chiếc xuồng bắt. Đây là cũng trong đồng quê á. Giờ sư đang cũng như là phần sông này, bây giờ tới phần nhập liệm. Dạ. Chào sư nha. Dạ, nhớ một anh trai mất. Mất luôn mà trên người là không có đồ đạc. Chú ối ra máu. Xuống đi anh Quân. Ừ em đi trước đi. Đi anh em đi qua, hỏi qua con sông của chú anh chị. Nghe đầu hoàn cảnh của chú thì cũng rất khó khăn. Thì chết cũng không có nhà, thì cũng ở nhà của người em là hộ sở của chú anh chị. Thì cũng xin áo quan. Anh em cũng hay cũng đến để chia sẻ. Dạ em chào anh. Trong quê bà con cũng đến. Dạ. Đây ở đây nhà của chú No thì ở bên đây nè. Nhà bên đây. Dạ, nhà bên đây. Nhà bên đó là nhà của ông, nhà của em. Nhà của em hả? Dạ, nhà nhỏ này là của nhà của chú No nè. Chú của chú chị. Tóc hết rồi. Tàn nát hết rồi. Cô ơi. Cô cho hỏi thăm chút xíu. Tụi con được lời giới thiệu đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh của chú No. Chú No đúng không cô? No. À, chung giấy để trên Lý Tấn. Giấy tờ thì Lý Tấn, còn ở ngoài kêu ổng bằng Lý No. Rồi chú bị gì mất vậy chị? Bị bệnh xơ gan. Xơ gan? Dạ. Có một mình trong nhà thôi. Ừ. Ngủ rồi vậy rồi mất luôn. Ngủ rồi không, mẹ ổng không biết mất nữa. Mới sáng sớm 6 giờ bả lại kêu mới biết mất. Trời ơi. Ừ, không biết mất hồi nào, không biết luôn nữa. Không biết luôn. Không, tại vì bả ngủ ở nhà bả, ổng ngủ ở đây mà. Dạ. Ban đêm trời mưa quá bà đi qua không được. Bà đi qua đâu có được đâu. Mà nghe nói hồi chiều hôm qua ói ra máu hay gì á. Không phải là chắc chiều bữa nay là hai bữa rồi chắc chiều là lúc không mà người chị ở đây á thì ổng ói rồi mà chưa có ra máu. Cái tầm cỡ 4 giờ chiều á mới là ổng ói ra máu. Trời ơi. Ủa cái bụng ổng bự vậy nè. Cái bệnh hay cái đó. Cái xơ gan bụng bự á. Rồi ổng đen thùi, cái miệng ổng trắng tươi luôn à. Tái á như tôi. Chú có vợ con gì không chị? Có. Đi lên Bình Dương làm hết. Vợ ông đi Bình Dương làm cũng nhiều năm lắm rồi á. Không có ở chung? Không. Có con không chị? Có hai đứa con. Hai đứa con gái. Lớn rồi có chồng rồi. Có chồng cũng có con rồi. Dạ.
Nghe nó mất gì đâu mà không có mặc đồ gì hết hả? Là cái đó là có quần, có quần à, không có áo luôn. À, ở trần ở trần ngủ mất gì luôn. Không có áo quần nữa, mất người ta cho quần áo không á, đi đằng này đằng kia người ta thấy tội nghiệp ta cho quần áo mặc á. Trời ơi, ở đây người chú đâu có làm bệnh gì đâu có đi làm. Ừ, ông đâu có đi làm được đâu, ông mệt không à, đi làm không có nổi. Dạ. Vậy đó. Nhầm khi á đi không nổi làm sao đi làm mệt. Khi đi không nổi nữa. Dạ, rồi có sống với mẹ già thôi. Kế bên. Kế bên. Rồi lâu vậy tới lui vậy thôi. Tới lui vậy bà cũng bệnh nữa. Hồi nhà làm đám ma đó là nhà của em đó, ngày em cũng chết luôn. Chết rồi. Em mất luôn hả? Nhà đó cũng mất luôn rồi. Mất 2-3 năm rồi. 4 năm rồi. Thằng đó mất 4 năm rồi đó, cũng bệnh ung thư đó. Trời ơi. Ung thư cổ nè. Nhà bên đây, nè nha. Nát này ha. Dạ dạ, đúng rồi đó. Rồi em cũng chết. Em cũng chết luôn. Em mới chết 37 tuổi. Rồi vợ con của em có. Vợ em của ổng đi theo chồng rồi, bỏ nhà lại đó, có chồng khác. Vậy là vợ con của em là đi theo chồng. Bỏ nhà lại mấy ổng đi ba ở. Rồi mất luôn. Mất luôn. Bây giờ ổng cũng mất luôn. Vậy là em cũng mất trong căn nhà này. Mất ở trong đây luôn. Ôi trời. Cú ngóc té cũng xé. Ghê trời. Thì chỉ là có ở đây là có bà con dòng họ gì nhiều không? Chú nô á. Không có, ở đây có mẹ con ổng mà còn anh em cũng ta ở xa xa, còn tụi tôi thì ở Kinh Sáng á, cũng hai ba bữa ổng cũng lội bộ lên trển. Dạ. Lên trển nhầm khi tôi có cơm tôi cũng bới cơm ăn, chừng nào đói đi xin cơm mình. Nói chung em không có đi ăn cắp ăn trộm gì hết trơn á. Chừng nào đói ba mày có cơm mày bới cho tao xin một chén. Rồi mình bới cho ổng ăn rồi ổng để chén đó cho mình rồi ổng cũng đi. Dạ. Rồi ổng hiền lắm. Ai làm cầu làm gì á, ổng cứ đi tiếp vậy đó, ổng bệnh mà cũng đi tiếp phụ người ta vậy đó. Dạ. Ai làm đường đi đường gì ổng cũng đi tiếp hết á, tội nghiệp lắm. Ổng hiền lắm, người khi vợ ổng gửi tiền gì đó, ổng cũng thấy người già già á, ổng cũng cho 5-10 ngàn gì ổng cũng cho anh ta vậy đó. Dạ. Ổng hiền lắm. Sống cũng tốt, người địa phương cũng tốt. Rồi ổng không có thì người ta cho người 20-30 mua thuốc. Không có thì xin người ta. Vậy đó, xin. Mà không biết chửi ai hết á, nín vậy đó. Bữa trước á, cái thằng gì ổng có cơm ăn, ổng đi nhà chị xin cơm ăn. Trời ơi. Rồi chị múc cơm cho anh chén, rồi cho khô hoặc là các kho, rồi đập nước đá cho khi múc nước mưa cho anh trai. Trời ơi, không đi tới không có đó. Cơm ăn luôn, không. Đi xin. Đi xin, không có. Nè, tôi cho nhiều hơn người ta nè, tôi còn cho tiền nữa. Không có cơm, không có ở đây đâu có chén nấu cơm nó gì đâu. Chén một thôi nó cho ít thôi nhưng mà có nhà ở vậy thôi. Không có chén nấu cơm nó không có nhà cửa gì đâu có đâu, có chén nồi gì bếp gì hết á. Sao nấu cái nhà này là của chú mà sao không còn nóc gì hết. Mới tóc đó. Nè nhà bên đây nè mới tóc hết nè. Nè trời mưa lại tóc hết á. Căn nhà này thường xuyên là ở trong đó. Ổng ở trong đó đó. Mới gió tóc không có chỗ ở qua bển á. Phía bên đây nè, rồi cái chừng này rồi đó, mới dọn qua làm cái nhà nhỏ cái ở. Nằm dắt ngang ở trên đó. Đó cái miếng tô nằm dắt ngang đó đó. Nè, rồi cái cột cái còn nằm ở đây nè. Dạ. Trời mưa quá ở không được đi qua bển á. Rồi vợ kìa, vợ mua cao su cho kìa, nó che cho ở đó. Dạ, vợ rồi. Đó, đó, cao su kìa bây giờ còn nó không ai làm cho, đâu lên làm nổi. Dạ. Vợ cũng có tiền bạc vậy đâu. Vợ đâu có tiền đâu. Cháu ngoại hả, tới 4-5 đứa rồi. Rồi giữ con cho người ta cho nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Hai chồng là ly thân mà giống như không như, ở chung lâu. Không ở chung lâu rồi, như nghèo quá vợ đi làm ăn rồi còn ổng đi làm không nổi, ổng ở nhà. Vậy đó. Chồng ở nhà. Cũng làm có tiền chút đỉnh thì gửi chút đỉnh về cho chồng ăn. Vậy đó. Vợ con là có hay tin chú mất chưa chứ chị? Có. Hay rồi. Đang trên đường về. Dạ rồi. Mới cỡ 6 giờ rưỡi mới điện mới gặp con. Còn hồi ban đầu điện gặp tại vì làm thì bà không có bắt điện thoại nhưng khi cũng đi làm họ xin người ta nghỉ gì á tự nhiên nghe tin cũng hết hồn nha hết hồn cái nó quảng hỏi bà ba không mất là ba mày mất thì nói với mẹ nói ba mày chết đi sợ đó mình nói bị bà không chị á nói ba mày chết đi rồi nó còn nít nó nói sợ nó không hiểu á ý ơi bố mẹ ơi cha không chết để con điện cho mẹ con nó ở trong công ty á đang làm trong công ty có hay về thăm mấy đứa con bả thì gì à còn ổng nó con ổng thì ít gì lắm tại vì người ta làm công ty còn làm lâu lâu còn vợ ổng mới gì à, bữa hổ mà mới đi à bả gì đó cỡ một tháng nay có lời thăm lần thăm lại với cháu ngoại đó thăm lần vậy là tính mới mấy hôm nay thì chú vẫn còn khỏe còn rồi tự nhiên cái là nằm xuống là hổ ra máu luôn rồi mất luôn đám ma nào ổng cũng đi hết á ổng là ói hai ngày rồi gấp chiều nay ói tới ngày mười nó ngừng lại rồi cái đêm nay là chết luôn
không có nằm được lâu. Này phải có ai đưa đi bệnh viện liền ha. Ờ, cái này nằm mình ơn mà đâu ai biết ổng bệnh cái gì đâu. Không ai lo đâu. Ừ. Cho thấy nó mạnh mà. Nếu mà có ai đưa vô bệnh viện. Ờ là không có mất đâu. Ờ. Tại vì trời mưa quá, bả mình ơn, bả cũng đâu có đi đâu nổi đâu, bả cũng bệnh tiểu đường mà. Bả lên máu. Ờ, bả lên máu thì tiểu đường đó, bả đâu có đi nổi. Rồi ở với thằng cháu ngoại đó, nó cũng nít mà, mới mười mấy tuổi nó ham ngủ lắm. Dạ. Nó nghe anh ta ấy, vậy nó sợ cũng chết, nó dám đi qua. Ừ. Nó sợ hả? Ừ, nó sợ. Bảy, bảy, bảy người con lận mà chết hết rồi, còn có hai đứa đó bây giờ á. Ờ, còn hai đứa. À ngân hay là bọn anh ăn mới tiếc nữa. Bây giờ mất nữa, bây giờ còn hai đứa đó. Mất hết mấy người? Mất 5 người rồi, mất hết 5 người rồi. 3 người rồi. Còn là mất ba mấy tuổi không á. Còn có 2 người. Chết trẻ không hả? Ừ. Chết trẻ trẻ. Chết trẻ không à. Có ông này là chết 50 tuổi nè. Đâu 36. À, bọn nó nè 50 tuổi nè, có ông này nè, còn mấy kia. Ờ. Ừ. 36. Ừ. Kia là 38. Chết trẻ không à. Ông bên 38. Nhau xa cũng như là bên 5. Mà 5 người cũng cách hơi xa. Thằng 37 tuổi này là 4 năm rồi. Bây giờ tới ổng. Anh nữa nè. Ừ. Bên anh. Thằng kia thì ba hồi chết. Thằng kia câm cũng chết luôn. Kia cũng bị sơ gan chết luôn đó. Ừ, thằng Câm nó cũng sơ gan chết luôn. Bây giờ ông này cũng sơ gan chết luôn. Ba mấy rồi bốn. Ừ, bà thấy vậy bà khổ lắm đó. Là nhiều lắm đó. Bởi vì bà mẹ ông khổ lắm á, con chết bỏ không đó. Nói là cô đó là mấy người con? Bảy. Bảy người con, ừ. 5 người đã chết. Chết hết rồi. Còn hai người vậy. Ờ chết trẻ không. Trời. Ừ. Bây giờ còn có hai đứa. Còn có thằng Út kia, cái thằng thứ ba thôi. Thằng thứ ba nó đi giữ dịch rồi. Ừ, thằng thứ ba đi giữ dịch, nó không có gì nữa còn. Ờ, không có nhà luôn, thằng thứ ba. Trời ơi, khỏi. Ừ. Không có ai chưa, không có ai điện hay gì á. Chưa có số điện. À, chưa cho. Chưa biết tình. Không, ổng không có xài điện, không có điện thoại luôn nữa. Chưa có đi kiếm số điện thoại người, cái người quen, người thứ ba đi giữ dịch đó, phải không? Dạ. Đó, người thứ ba cũng đâu có nhà đâu đó, ít nhà trống đó đó. Điện thoại nhà đó. Đúng rồi. Đó, cái nền nhà đó cũng không có nhà luôn nữa đó, người em đó đó. Hai đứa còn một đứa thì nó bị ung thư. Dạ. Ôi thương cái lũng phía bên đây. Ừ. Mới mất được 4 năm rồi. Còn bệnh hiểm nghèo không? Mấy bệnh nguy hiểm lắm. Thằng em nó mất cũng, ta cũng giúp đỡ vậy đó, không có tiền luôn á. Dạ. Chị nó kêu là ai biết đâu là kêu nó lại dùng hỗ trợ nó lại. Hồi đó là bên hồi đó bên nhà nước người ta cũng giúp đỡ cho thằng bệnh nhà này nè. Dạ. Cũng không có tiền, không có gì hết trơn á. À cũng hỗ trợ nhà. Ừ. Cái nhà đang bỏ ghét không? Đâu có ai đâu. Không có ai đâu, có bà mình ơn nè. Rồi hai vợ chồng thằng Út cũng đi làm mà. Đúng rồi, ở đó nhà ổng ở đây. Ừ. Ở trong người mà anh Chứ có ai để ở trong gì cô? Đó, bụng mền của ổng đó. Ôi dạ, chú mắt. Bụng mền của ổng đó. Bụng mền của ổng không có chén cái nữa mà. Đi chừng nào đói bụng quá đi xin cơm người ta ăn á. Cái chỗ ở tạm. Đúng rồi. Nhà người anh người thế nào? Có rác không? Bà lão à? Ở nhà bên đây, nhà bà lão. Đá trong nhà hả? Ừ, không. Chú Nô là đang nằm ở trong. Chú Nô là làm đám ở đây, còn nhà mẹ bên đây. Dạ. Và đứng ra để lo hậu sự. Bây giờ mẹ làm, chờ vợ gì thì bàn giao lại cho vợ. Chứ giờ mẹ. Bây giờ mẹ. Mẹ cũng đâu có tiền đâu, hồi sáng đi mượn người ta 50, 100 gì mua đồ đó. Văn tài là xin. Văn tài thì xin. Cũng xin luôn. Mai sáng đi mua thịt heo không là thiếu người ta. Trời ơi trời. Người ta dùng đi mua thiếu luôn. Người này người kia lại làm này làm kia. Ai có cái gì thì mua là lấy lại cái nấy à. Dạ. Thì đó. Có vậy đó. Ừ. Mà tiền mà mua đồ để lo hậu sự thiếu. Cũng không có. Ừ, không có. Luôn, cho người đi mua thiếu mà. Có vậy đó thì sáng cũng xin. Đang liệm ở chổng á. Liệm, đang liệm ở chổng á. Đấy. Giờ mình đi xuống gặp cô đi. Tại vì trong đó thì cũng không có thể nào vô. Chị dắt tôi em ở đây là phía bên này thì nhà của người em hả cô, ở nhà người em phía Nam á. Dạ. Bà nhà đó chủ người ta chết rồi. Dạ, anh thằng em người em chết thì anh qua ở thì cũng mất luôn rồi chú anh chị. Để căn nhà thì nhà của tình thương thì phía trong cũng đang chuẩn bị giờ để sẵn liệm của chú anh chị. Đây sình không đây là con cô chú cũng lót cơm hôm nay cũng có con có căn cũng gặp anh hết rồi. Hôm bữa thì bên cô thi thì cũng gặp hai gặp anh trai ở đây nữa cả nhà. Nè mẹ ảnh lại vậy nè. Dạ con chào cô.
chuẩn bị cho cái quan tài cho hồ đắc kiện nữa kìa. Hả? Chuẩn bị quỳnh é. Đây là mẹ của chú Nô của chú Trịch. Phía bên trong thì cũng đang chuẩn bị để thắp đèn. Anh em không có tiền quay được. Này là cái ba đây. Chị ảnh của chú con chào bà nhé. Vì đạp Phật. Mà quá. Bà không hay luôn hả? Sáng mới lại. Bà đi ra bà kêu hay sao? Lại kêu. Lại kêu. Lại kêu đó hồi gặp con ở gần đây nè, nó cũng đi làm. Rồi bác kêu nói lại đây nè, no nó mắc rồi. Dạ. Yeah. Nó không đi làm lại tiếp. Bà lại lại bà thấy anh nó nôn sao? Nằm vậy á. Nằm. Có ra máu gì không? Không. Không. Không có ra máu. Mày nói hơn trước đó thì ảnh ói ra máu hả? Hai ngày đó ra máu. Dạ. Yeah. Rồi bà thấy không ai đưa anh đi bệnh viện hả bà? Bệnh lâu rồi đi rồi người ta chỉ dẫn đi xuất chăng vì xuất chăng nó đi Cần Thơ. Yeah. Hay rồi người ta trả lại. Yeah. Hay đâu lấy đi nữa đâu. À, có đưa đi rồi người ta đưa về. Đưa về đi không gì? Đưa đi nữa. Không đưa đi nữa. Yeah. Nghe nói bà có 7 người con hả? 7 người con, bây giờ còn có 3 người hả? À, 3 mất. Người đâu mất người nữa, còn có 2 người á. Trời ơi, con trai không đó. Trời đất ơi. Sao thương bà quá vậy, có 7 người con mà mất lần lượt, mất còn giờ còn có 2 người từ, thôi. À. Còn có 2 người à. Còn thằng thứ 3 rồi, thằng Út đó. Dạ. Bà hôm nay nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70. Ông đâu rồi? Ông mất rồi. Ông mất rồi. Ông mất lâu lắm mẹ. Dạ. 8 năm, 9 năm gì rồi. Dạ. Nghe con cũng hết hồn luôn, nhà có 7 người con mà mất hết 5 người. Hết. Trời ơi trời. Thì bà đâu rồi, biết bao nhiêu mà nói, cứ liên tục như vậy. Mất hết người này tới người kia. Khổ lắm. Nghe nói là trong khi mà mất thì cũng đi xin cái hàng cũng như là mua đồ cũng thiếu người ta hả bà? Mua thiếu người ta không? Mượn tiền người ta mua giặt gì đó. Dạ. Bà bảo ở đây như là che già khóc kiểm thằng non. Cứ liên tục. Đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dạ. Yeah. Con ra đi rồi thấy... Đúng rồi. 5 người. Tiếp theo bà. Đến người thứ 5 luôn. Tội nghiệp lắm á. Bây giờ bà sống cũng có mình hả với cháu hả? Con Út nó đi làm Vĩnh Châu á. Dạ. Điện lại hồi sáng á. Mới điện về sáng luôn á. Con Út đi làm Vĩnh Châu. Đi làm Vĩnh Châu. Dạ. Đi làm đâu có gì ăn đi đâu. Đi cân tôm, cân gì đó. Dạ. Ở nhà đâu có gì đâu. Trời ơi. Vậy còn một nghĩ là một con cháu Út thì giữ dịch nãy chị nói hả? Ừ, thằng thứ ba thì nhà. Cái nền nhà ổng nó cũng không có nhà cửa gì hết trơn á. Vậy đó. Trống vậy đó. Bà đang tạm niệm một phút rồi. Dạ. Giờ thì bà cũng đứng ra để bà lo hậu sự cho con trai hả? Dạ. Vợ con là đi đâu có về kịp hả? Chưa về kịp. Dạ. Mới 2 giờ mới về. Ừ. Bảo xe người ta đó. Ừ. Ngôn ta kiếm tiền kiếm gì ơi, khó lắm con ơi. Ở đây rồi bà làm cái gì để sinh sống, bà làm gì có tiền rồi để... Con đi làm đó. Cho. Coi, con cho lại đi mua gạo ăn. Dạ. Cho mua gạo ăn. Ừ. Còn... người con là đi giữ dịch hả con? Thằng thứ ba thì giữ dịch. Giữ dịch cũng không cho có vợ con gì đâu. Vợ bỏ rồi. Chị đương gái ở Vĩnh Châu. Dạ. Trai luôn á. Trai đi làm. Trai đứa. Bảy người trai. Bảy người trai mất hết 5 người. Nó chỉ còn 2 người thôi. Bây giờ còn có 2 người á. Dạ. Khó khăn đi làm. Đi con vợ. Mấy ngày trước là bà cũng có còn người chú này có còn nói chuyện với đâu rồi mà còn. Chú Nô nè còn á, hôm qua con nói chuyện nữa. Nói chuyện với bà hả? Ừ. Tôi thấy lúc đó anh có mệt hay gì mệt á, hôm qua đó ổng mệt á, nó mệt. Ừ. Nó nói nó mệt lắm tôi nằm ở nhà vậy thôi, nằm ở đây đó rồi tôi ở nhà tôi đặng. Ừ. Bà tới lui vậy thôi, tới lui vậy đó rồi mưa ôi là mưa. Đây thấy chắc xình dữ lắm luôn á. Xình á. Dạ. Chú có đi đứng gì được không bà? Đi đứng được. Đi đứng được thôi rồi. Hai ngày nay đi đâu không được đâu. Ở nhà không đó. Ở nằm không lên không được.
Dạ. Là yếu quá, yếu. Dạ. Bệnh yếu. Trước đó rồi có đi khám bác sĩ không bà? Không có khám, không có đi khám. Tôi thấy bệnh này ba ngày không đi khám, bà bệnh. Vui ai mà chị đem đi. Vui mình êm. Có tiền nữa. Dạ. Có tiền mới đi không được. Có tiền ăn nữa. Thấy người gửi vợ này nè, đi làm xúc chăn gửi mua thuốc uống. Nó ỏi gà mau đó, uống rồi nó hết rồi, mau đó hết rồi mà hôm qua nó mệt. Dạ. Mẹ tôi hôm sau mà nó mắc luôn đó. Biết chú là ỏi gà máu mà nhưng mà con không có tiền để đi. Không có tiền đi. Mình nằm ở nhà gây. Tôi có tiền tôi gửi mua cho uống đó. Gửi tiền ra mà nó chăn mua thuốc uống. Dạ. Không có tiền bà. Bà nói chung bà cũng không tiền đó, người này người kia cho bà 5, 10 ngàn. Con cháu gì cho đó 20, 50 ngàn. Là đã cận kề với cái chết rồi mà người nhà cũng không có tiền nữa. Không có tiền cặt nữa, không nói giúp con đâu. Dạ. Hồi sáng mượn ta đó. Nghe nói mượn tiền. Ừ. Thì con đến đây thì để giống như có người giới thiệu á. Nói là gia đình của mình khó khăn. Nhờ tụi con đến để chia sẻ để coi có hỗ trợ được gì cho bà hay không. Thì cũng không biết nói gì nữa ngoài cái lời giống như chia buồn với bà nha. Cho con cũng như là khán giả Mạnh Thường Quân là chia buồn với bà. Nghe chị gái mấy cô rồi kể rồi trời ơi có mấy người con mất gần hết luôn. Mất hết rồi bây giờ còn có 2 đứa. Chạy không nó 7 đứa chạy không. Đau lòng biết bao nhiêu mà nói. Lần lượt con bệnh đó bà. Bệnh mấy đó. Mấy tuổi mất bà? Con của bà. Thằng nhà này nó 37 tuổi. Dạ. Nó bệnh ung thư á. Dạ, đi dạ. Tới mà xúc chăn đã chuyển đi Cần Thơ nữa. Dạ. Vì là không có xảy ra tai nạn gì hết mà là do bệnh không? Bệnh mất không. Dạ. Thằng em nó thì bệnh ung thư. Dạ. Ừ, mấy cái bệnh ngặt nghèo. Chồng mấy anh, chú thì... đang liệm ở trong. Liệm. Dạ. Đóng nắp. Dạ. Dạ đóng nắp anh hả? Dạ. Chú năm nay là 50 tuổi cả nhà. Lý Dương, Lý Tấn. Lý Tấn hả? Ở ngoài là tên gọi là tên là No. No nôi đó. Qua ngoài ở No. Tên ở trong... trong giấy đó Lý Tấn. Dạ. Là chú là mắc bệnh bệnh bụng. Bụng bự à. Gan bệnh gì? Bệnh gan, sơ gan. Dạ. Thằng gan to. Dạ. Thư dịch sơ gan nó 2 thằng. Thằng kia thứ 5 nó cũng sơ gan. Đứa đó. Đúng 2 đó. Đưa nó sao con nó mắc bệnh không trời. Bệnh không hiểu bệnh. Rất nghe rất là sốc luôn. Không ngờ nhỏ không ngờ mất tới 5 người. Có chú này là lớn nhất nha. Chú này là lớn tuổi nhất rồi đó. Thằng này thứ 2. Có thằng Tâm một đứa nữa. Thằng Tâm nó bệnh sơ gan. Sơ gan. Nó khổ lắm. Chính ra trong cái thời gian gia đình của mình á, bà gặp tới 6 lần. Ông xã nữa đúng không? Ông mất nữa. Là 6 lần. Trời ơi trời. Không bị gì mất bà. Ông cũng bệnh. Ông cũng bệnh luôn. Trời đất ơi. Đi nằm xúc chăn đó 1 tháng á. Ông nghe nói trong bụng ổng lỡ hết trơn rồi. Trong bụng ổng ruột gan gì không còn. Thật sự không tin trong một gia đình mà tới 6 người mất. 6 người mất. Bây giờ còn có 3 người thôi, bà với lại 2 đứa con thôi. 2 đứa con. Ui cháu nội con. Dạ, thằng con cháu thì cháu thì còn. Chỉ là mất con của bà với lại ông. Ôi có cháu mấy đứa đâu, có 3 đứa cháu à. Dạ. 3 đứa cháu nội à. Cái đứa cháu nội. Đâu bây giờ bà dắt con qua nhà của bà được không? Được. Qua nhà được, thăm được, nhà bà. Ừ, nó có chết thằng hai ấy ngủ luôn. Mấy chị đang đụng kinh, đụng kinh. Tại bà cũng dắt anh em để qua bên nhà của bà, bên này có chú anh chị. Còn nhà đây của nô đó. Nô thì của nô đó. Rồi do lại rồi mưa lại đó cho nó đi ở đỡ có em đó. Nhà em cũng mất luôn. Người em mắc. Qua nhà em hỏi cái gì gãy cái gì bà? Lệnh vôi. Vôi chăn đừng cho nó lệnh đi chơn á. Lấy vôi. Ở nhà này nhà chú nô đây. Ở tự nhiên bên đây. Lúc cũng ở đây cây bụng sốt. Cái sao tức tại nhà của bà. Toàn đắt nã. Đắt hả nã? Con này cũng khổ. Đắt hơi mà nói lật nam ơi ổn hơn. Thấy không mưa không ấy. Mời nhà của bà đó con. Ừ, nhà của bà phía sau. Dạ. Không được cháu rồi.
Ôi lót đừng cho lại như nước không đó con ơi. Đây nè lại làm đây đi gỗng hương gỗng. Đây là nhà của bà. Dạ. Đây nè. Hả? Là mã của. Ơi. Thủ nấu của chú anh chị. À, thủ mình nấu đó. Đây, thủ nấu ở trong phía sau. Là nó thì để nấu đó rồi làm ở nấu đây. Đồ ăn ở đây. Nấu đồ ăn ở đây. Này, mưa nó gì mà sờ dữ quá. Hả? Mưa. Ồ mưa dữ lắm. Hồi hôm cũng mưa sao? Đấy. Có mưa rồi sao? Nắng quá trời. Nắng trời đó. Dạ. Buồn quá. Mấy cô đi phía sau nhà của bà để phụ lo đám hậu sự của chú Nô chú anh chị. Nô nướng à vậy? Nhà cửa của bà cũng che lá thì trong đây cũng ngập nước nè. Chảy vô cho đừng có ấy hả bà? Đừng cho trơn. Dạ. Đi đọc Phật. Đây ông nhà bà ở ngoài cánh đồng gần cánh đồng lúa luôn. Cánh đồng mấy cô mấy dạ. Bà cũng đến kìa. Ôi đẻ hết rồi bán hết rồi đất la gì. Sao bà? Không có gì ăn. Còn bán đi làm hả? Hả? Bán hết hả? Ừ. Ừ. Không có bán cầm đó. Cô nào, nha, cô đất cô, nha. Cô. Chừng nào có mình chuộc không bà, có cho người ta. Đất không? Còn có một con gửi trước này nè. À, dạ. Có con gửi. Còn có một con gửi dạ. Không? Con con gửi đất thôi. Để làm có tiền để mình chuộc làm gạo ăn. Dạ. Có ngày khi nào mới đưa ngày chủ nhật Nô đi không? Ngày chủ nhật đưa đi ra chùa hả? 8 giờ chùa Chùa Bích á. Ở bên kia đang liệm mà bà không có qua bển hả? Qua bển bên đánh, kia hả? Người ta liệm đây thì đi chỗ chùa đó. Thương là quả thương không bà? Thiêu thiêu đi thiêu đi chùa thiêu có thiêu dạ. Không mà mình đem hạt đem cốt lại để 9 ngày mình làm đam cho nữa một mâm hai mâm gì đó dạ. Tới 100 ngày đó đi làm nữa làm 2-3 mâm gì dạ. Bà buồn nhiều lắm hả bà ha? Dạ ô buồn nhiều lắm gia đình gì đâu hết người này tới người kia ra đi như vậy dạ dạ trai thì đi giữ dịch rồi có mình giờ còn có mình bà nha bà thổi có mình luôn mình anh em gì chết hết rồi còn có một mình con dạ trời ơi bà ở với mấy đứa cháu một đứa cháu à mấy tuổi rồi bà 14 tuổi rồi 14 tuổi là con của anh lớn hay gì con của thằng Út đó à, con của anh Út ừ à. Nó đi làm Vĩnh Châu còn có à, hai mẹ cháu nội đó vừa giữ cháu giùm vừa ừ. Lâu thì hai chồng gửi tiền về cho bà gửi tiền bà. Lại mua gạo đồ ăn bây giờ con của anh cũng chưa có về luôn mày chưa cái anh mà đi du dịch cũng chưa về luôn chưa không có điện thoại mà dẫn cho nữa nó đi làm đi coi dịch chỗ gì đó dạ qua tao mưa té không biết liệt điện thoại tới à nắng cô nè đặt nó bằng men thì chun tàu chun mau luôn không có điện thoại để điện con trai vậy con trai không có xài điện thoại hả hay không xài đâu à. Chủ nó xài đi làm cho anh ta nó đi không coi dịch cho anh ta đó tinh thú đây nè sống cái nó con thì mình ơi cho nó nấu cái tỏi cái tập cái món đó chứ men ấy tôi tên tính sẽ ngày xưa là ông em nó thì ông cũng mất vợ ông thì có chồng khác thì bỏ nhà đó mới ông đi qua đó ở chứ hồi đó mưa tạt cũng ướt hết đó nằm ở đây nhiều khi ướt mưa luôn á là cái giường người để trong đây dạ giường đó đó khiêng vô bển đó bây giờ gãy hết rồi khiêng ra ngoài đem đốt mà trước đó là chú có ở trong đây luôn dạ có rồi lúc trước là cũng sấy hết lên á mà một miếng thôi mà mưa cũng tạt lắm ổng ngủ dưới mưa luôn nhiều khi tạt ướt hết luôn cái niệm cái gì cũng ướt rồi nói chung rồi không có ai dọn dẹp đâu rồi vợ con ổng khó ổng lên đi làm trên Bình Dương hết rồi rồi có cháu có gì nó giữ cháu rồi lúc trước bà cũng có lợi thăm ổng
Dạ. Lúc bệnh đó ha. Dạ lúc bệnh á, lúc mới bệnh là cũng lợi thăm cho tiền này này nọ rồi mua chiếu mua gì cho đó. Rồi bả cũng mắc coi cháu rồi con bả đi làm này nọ rồi mới bả lên đi, bả nhờ bà già này nuôi nè, bà ý nè. Rồi bả cũng già nó bả bệnh không à, bả bị tiểu đường với huyết áp á. Bả đâu có chăm được đâu. Hồi tối thì nhiều khi tối ngủ ở đây một mình nè, rồi ổng bả thì ngủ bên kia, bả già quá bả nuôi không có nổi đâu. Đi lâu đi qua thôi chứ. Dạ đi qua đi vô. Rồi, đúng không? Rồi hồi tối mắt này em cũng có biết nữa, mưa gió rồi bả cũng nghe ghen lắm, mà mưa gió rồi. Lớn hồi tối. Nằm ghen trong dạ, nhà. Dạ nằm ghen rồi bả ở nhà sau này bả nghe á, mà bả mưa quá bả không ra được. Trời ơi. Ổng nằm ở chỗ này nè, chỗ dẹt ở đây nè. Rồi mắt hồi tối không biết mấy giờ nữa, cỡ buổi sáng 3-4 giờ vậy đó. Tầm khoảng 12 giờ, 1 giờ là mưa rất là lớn. Dạ mưa lớn lắm rồi bà cũng nghe ghen. Dạ cũng nghe ghen lắm mà bà mưa rồi bà lỏng cẩm bà đi có được đâu. Sợ té nữa. Thấy cái đường này bằng ngày mà còn khó đi. Dạ đường đi, mà sao đi ra chỗ nhà bà còn mưa còn trơn lắm. Bởi vậy mấy đâu có ra coi được đâu. Rồi hồi sáng rồi qua là hay. Dạ hồi sáng qua, cũng qua hay nó qua cho hay hết. Hỏi thằng cháu hỏi cha con đi đâu rồi nó cha con đi tiếp đám ma của ông no rồi. Mấy em biết. Mấy em điện hỏi anh cái nhà nè. Nô anh Đạt ông no bị gì á. Mà ông nói ông no chết rồi, chết rồi tối. Nói trời em đâu có hay gì đâu. Em ở gần đây mà em không có hay. Có hay gặp ông? Dạ em gặp hoài, em lại đây ông xin tiền mua rượu mua gì uống hoài á. Cho cho 5-10 ngàn gì đó. Tại ông rượu ghiền á. Cho ông 5-10 ngàn uống rồi bữa kia bám 3-4 ngày kia mà em cũng lợi chơi. Rồi ổng ngồi ở đó ổng xin tiền bà già, ổng nói mẹ cho con xin 100 ngàn cho em đi mua ruột heo khìa cho ổng ăn. Rồi bữa đó em cũng kẹt, em cũng không có tiền mua cho ăn nữa 3-4 ngày trước à. Rồi bà cũng không có nữa. Dạ ổng chắc ổng thèm rồi đó. Mà ổng mua đi tiếp đám ma lắm nha. Đám ma ở đâu, ở trên đây, ở kinh sáng gì ổng cũng đi tiếp hết á. Rồi ở trong Trà Canh ổng cũng đi tiếp hết á. Có đám đi ma tiếp. Lại tiếp. Dạ có, ổng đi tiếp đánh chấm ta. Đến thì chia buồn với gia đình luôn đó. Rồi bữa ổng mới đi mấy ngày trước nay à, đi tiếp ở đây nè, gần đây nè, rồi ổng mệt quá, cũng ghé vô nhà em ngủ. Ổng đi không nổi á. Thấy đi ngoài đường là lúc. Anh nghe cái câu chuyện gia đình á, của bà á. Bà khổ lắm, con cháu bà đó, mất hết 3 người. Cô chồng cũng mất luôn, con mất trước mẹ bà. Bà nói là còn có 2 người à. Còn 2 người. Là mất tới 5 người. Dạ. Rồi là 5 người mất luôn ha. 5 anh em. Mà mất hết 3 rồi, còn có 2 à, còn Út với ông đó thứ tư cái gì á. À là nhà ông 5, này ông thứ 2. À, 5 người hay 7 người anh em? 5 người, con trai không à. 5 người, hồi nãy bà mà mất 7 hết à. 7 là chắc ông bả sanh ra mất hết mấy người à, em không gần. Tại em mới lớn em cũng không có gần nữa. Mất trước đó. Mất trước đó nữa. Ông mất rồi thêm 5 người con trai mất. Rồi bây giờ còn 2 người thôi. Dạ, còn 2 người, một Út với ông thứ tư. Mà ông thứ tư cũng có vợ đâu, đi lang bang không à. Rồi cũng không có nhà cửa đâu bên đó, bây giờ dỡ ra hết rồi đó. Rồi ổng thì coi chăn dịch này nọ, có tiền thì xài vậy đó. Nhiều khi lợi thì ở với bả, cơm nước gì bả cho ăn vậy đó. Con cháu 5 người mà không có ai trọn vẹn, chỉ có con nhỏ thằng Út thôi. Còn vợ còn con nữa ở chung bả. Mà bây giờ nó khó khăn, nó cũng đi qua làm mướn tại bên kia rồi. Rồi cho bả ở với thằng cháu á, thằng trai nãy. Khổ. Dạ, khổ, bà khổ lắm bà khổ này có. Giờ luôn. Dạ, bà khổ thiệt. Bà có con trai không à. Rồi bệnh tật gì khó. Mua thịt làm đám là mua thịt ở đâu mà thiếu được. Đi mua chợ đó chị nấu á, bà quen biết không? Á, bà nấu hoài quen biết, bà mua chịu bà chừng nào làm đám xong thì lấy tiền đám đi gửi anh ta. Trời ơi. Ở đây không là có tiền làm đám. Dạ không có luôn. Phải đi mua thiếu. Tiền hòm gì đó, nhà cửa gì nên xin ta đó có ông ổng đi chỗ được đi chia sẻ mà mua nhà mua gì đó thì ổng xin cho. Xin mới đem vô hồi sáng cho. Chứ đâu có đâu, vợ con ở trên kia chưa gì tới nữa. Cô vợ con cũng hay nữa, mới hay hồi sáng 6-7 giờ nay à, không có ai điện á. Rồi bà có điện thoại những gì đâu, bà có bà cũng không biết điện đâu, bà già rồi bà đâu có biết xài điện thoại. Nghe nói con trai gì đi chăn dịch cũng chưa biết luôn. Không, chưa anh, biết. Anh em gì đó chưa biết luôn. Ông cũng có nhà cửa, ông ở chung đây luôn. Chừng nào ông về thì ông ở chung. Anh ông này thì ngủ trong phòng bên đây, ông thì ngủ nhà trước. Chia nhau ngủ vậy đó. Nhà mấy anh em ai cũng khổ hết. Dạ, rồi ổng bệnh lâu rồi, cái mình ổng ra này kia rồi ổng... Nói chung là ổng nhiều khi ổng ỉa ra máu rồi bữa 2 ngày trước ý nói ói ra máu rồi hỏi em hôm qua kêu em dùng điện cho vợ ảnh đi gửi tiền mua thuốc men gì đó.
Em mới điện hôm qua rồi chị nói mỗi chủ nhật đi rồi chị chuyển cho em rồi em đưa cho bà mua cho. Chưa được gì nó bữa nay mất rồi. Tới tiền bệnh rồi, tiền mua thuốc còn không có nữa thì đâu lấy có gì đâu, mà đi nhập viện. Bà bán vừa bán gì cho 100 200 gì đó. Gì đường nào cũng ra máu hết chị. Trời. Không bị cái gì á. Sơ gan. Ối ra máu. Dạ ối ra máu mà máu tươi luôn nha, hai ngày nay rồi. Cởi thuốc chị kia mua cho uống hai lần cũng thấy con dâu bả gửi tiền cho. Rồi chị kia cũng không có gành nữa. Rồi giữ cháu 4 5 đứa một phòng. Rồi, đâu có xuống đây giữ bữa xuống coi thăm cũng đưa cháu hai ba thằng xuống nữa. Nhỏ nhỏ nhóc nhóc không à. Trời bệnh mà cứ nằm mà không ở đó có ai, đau mà ổng không có cái ai. Cái bụng là em nói cái bụng ổng sưng á. Sưng bây giờ đỡ đó hồi lúc trước ổng cái mặt ổng với cái bụng ổng sưng chù dù luôn á. Vừa cái da ổng nổi cái gì đầy luôn. Cái đó, da hả? Da nổi giống da cóc vậy á. Ồ, nổi mụn mụn phải không? Dạ, nổi hột hột, là giống lòng đầy, giống nó bị lát vậy á. Rồi có mình ổng nói là bị lát hết rồi. Rồi cái quần ổng ngồi, nhiều khi ngồi nó bị này nọ giống, nó bị giống ổng ngủ nước này nè, mưa tẹt ướt hết đó. Trời rồi dạ. Nằm rồi nó lát á, lát cái mình hết luôn á, cái đứt cái gì. Dạ, nhiều khi đi đâu ngồi vậy ta cũng kỹ, tại ổng vậy á. À, ta sợ lây bệnh. Dạ, nha. Đúng rồi. Tội không ta nha. Chắc ổng bây giờ. Cứ nói chú bệnh nha. Dạ, em tên gì? Em tên Hà. Hà. Dạ. Rồi cháu hả? Dạ, em cháu của mẹ anh. Ờ, cháu của dạ. Bà. Dạ. Vậy là kêu anh bằng anh hả? À, anh ấy kêu em bằng chị, lớn giai nhỏ, dạ. Mẹ em lớn hơn. Ồ. Bà nhỏ, bà này bà tư, thứ tư, bà, mẹ em thứ ba. Chị cũng hay tới lui. Dạ, em đó. Cũng lên xuống hoài à, tại cũng gửi đồ này cho bà ăn gì đó. Thấy tội nghiệp bà già đúng rồi. Kia. Rồi bà nhiều khi bà mệt mỏi, bà đâu có đi được đâu. Nhiều khi chạy ngang đây, rồi đường nó sình khó vô, chạy xe nhiều khi lâu lâu lội bộ vô, à, bữa nào nghỉ đó. Lội bộ vô thăm bà ngày, hai ngày gì đó. Nhà nằm ở đây rất là sâu ngoài đường lộ luôn. Dạ sâu, rồi đường khó xong. Chạy lắm. Cỏ không à. Đường đó bữa chạy té hoài à. Bây giờ bả đi vòng đường này không chú à. Chú gọi liên hệ trực tiếp qua bên vợ của chú chưa? Dạ em gọi rồi, chị nói đang gì à. Cỡ 2 giờ mới về tới. Về tại mới một mình hay là chị... về cùng với con? Dạ về cùng con cháu gì á. Dạ. Con ba đứa, ba đứa con gái lận. Ba đứa con gái. Hai đứa, một đứa kia thì con chồng trước. À. Hai đứa à. Hai đứa mà con có cháu hết rồi. Chú nô hay là dạ. Hai đứa? Hai đứa, con gái, có cháu. Gia đình hết rồi. Dạ có hết rồi. Lên bển thì bà giữ cháu cho mấy nhỏ đi làm. Bà nghe bệnh bà cũng gửi tiền này nọ rồi bà cũng xuống thăm mà bà không có bỏ đâu. Nhưng do cuộc sống hoàn cảnh dạ, khó khăn nên đi làm khó xa khăn, nhà con không có chú nữa. Chú thì bệnh là phải để dưới này. Rồi đó ta cũng cất nhà tình thương cho đó rồi không có tiền sửa đập ra đó mới xây cái lấy cái tôn nhà tình thương nè làm chòi này cho ổng ở nè. Lóc sấy sấy. Sấy hết cái luôn rồi lúc trước ổng còn nằm nấu cái ăn ở đây lắm. Có hai cái cột này là cột nhà tình thương lúc trước đó. Rồi làm lùi ở sau. Ngày em quay mấy người ở gần đây người ta tiếp ấy. Làm cho. Nhưng mà mất rồi cái nhà cũng không được lành lặn nữa. Đó, cái nhà đâu có nhà đâu ở nhờ em á. Ở nhờ đó không à, chứ ở nhà đây đâu có đâu. Người em. Người em có cũng gia bị đình mất. Nhưng mà bị mất. Dạ. Mất xong rồi vợ cũng đi. Vợ cũng đi. À, vợ đi. Đi mấy ông ổng anh hai người ở, ông kia cũng không có nhà cửa đâu. Xong rồi mất luôn trời. Dạ. Rồi mất ổng cũng có làm khổ ai, cũng có ai lo cho ổng đâu, ổng nằm mất gì ơn. Rồi bả mỗi hồi sáng đi thấy không ra đó, mỗi lần ổng thức sớm lắm. Ổng ra rồi ý ổng thấy ra đó rồi ý lại coi, thấy ổng nằm cứng ngắc rồi. Mấy kêu anh kế luôn. Bên đó nói đừng không ai hay tiếp luôn. Lại khiêng qua trước rồi thay đồ thay gì cho. Dạ. Mất đâu lúc giữa đêm á không ai hay. Chắc giữa mưa, đêm quá tại không có đâu. Hai dạ. Mưa gió quá. Mưa giờ gió đó là mưa hay. Gió đâu có dạ. Đi lợi được đâu rồi bả già bả đi lẩm cẩm á. Chân bà cũng bệnh hoài à, bà lên máu á, bà uống thuốc hoài à, bà mua thuốc sẵn uống không à. Ừ. Theo em thì hôm nay tụi anh đến á, đến chia sẻ về cái hoàn cảnh của chú Nô. Em dạ. Có cái lời nào muốn gửi, giống như em có cái mong muốn mà quý mạnh thường quân là giúp đỡ cho gia đình không? Hay như dạ có chứ, tại lúc trước em cũng nói sao không kêu mạnh thường quân giúp đi. Không nhà cửa không có, rồi vợ con thì đi làm xa vậy đó. Thì ổng vậy đó rồi. Mình cũng không có quen biết ai, cũng không biết ai kêu ai luôn. Dạng em không có biết kêu ai hết á. Rồi có anh Dạng mỏng mắt mới điện kêu xuống. Có xuống vậy mới có cơ hội mình nói. Mạnh Quân biết sớm, như đưa dạ. có tiền đưa cho chú đi bệnh viện này kia chắc không có đến nỗi mất đúng không dạ.
tại ông đi bệnh viện rồi không có tiền, không có ai lo đâu cho. Đâu ai đưa đi, rồi không có tiền nữa. Rồi không có ai chăm đâu, bả già đó. Rồi. Rồi biết sẵn mình có gia đình, mình lo gia đình mình mà. Không có gia đình, rồi vợ con khó khăn quá, đâu có lo nào. Đi. Thì xem thấy thì bây giờ là giống như cũng mong muốn Mạnh Thường Quân người giống như chúng ta giúp cho gia đình có ít tiền để phụ lo với cái đám tang ha. Dạ. Đám tang cho chú Nô đúng không? Dạ. Chứ cần thiết bây giờ quan tài thì có rồi. Dạ, quan tài xin được hồi sáng rồi. Chứ có ai mua đâu, bả đâu có làm gì ra tiền đâu. Rồi con cháu thì ở trên kia chưa về tới nữa, bây giờ chỉ có bả lo hậu sự cho à. Giống như cũng muốn Mạnh Thường Quân chung tay phần nào giúp cho gia đình trong lúc này thì cũng khó khăn quá. Dạ. Để đám tang mà không có tiền mua đồ nữa thì biết. Đồ mượn chị đầu bếp đó, mượn tiền ta rồi đi chỗ mua đồ mượn ta thêm nữa, đi mua xay ra lợi nữa. Chứ bả cũng có tiền cho mượn đâu. Bả đi mua đồ ta ở đó rồi bả mượn ta lợi luôn. Rồi tới đám xong thì gửi trả. Rồi cũng cảm ơn em rất là nhiều ha. Cảm ơn em, cảm ơn những chia sẻ của em ha. Dạ. Bây giờ em cũng vào bên phía bên trong nhà. Dạ. Rồi đứng đây đi ha. Con cài cái mic. Giờ là cũng mới điểm xong hả bà? Mới điểm xong đó. Ờ, con thấy nhà cửa trong đây cũng không có gì trơn hả bà? Không có đâu. Có cái giường để ngủ thôi. Để ngủ. Vì lại ở đỡ em đó. Dạ. Có quay mặt ở đây. Ở nhà này là nhà của người em. Của em. Bị bệnh mất rồi. Đó thì... chú Nô mới về đây ở đậu. Không mất luôn rồi cả nhà. Nhà đó dột hết rồi. Mưa lịnh do lại bay hết chân. Dạ. Đó thì hôm nay thì tụi con đến chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đó. Con cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi ít tấm lòng cũng giống như phụ với bà để lo cho phần hậu sự cho chú Ngô á bà. Dạ. Đó thì đầu tiên thì con có gửi phần gạo mì ha, gạo mì với vui phẩm của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng. Của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng là gửi cho bà ha. Dạ. Bên cạnh đó thì anh Trần Đại Tình ở Sóc Trăng thì cũng hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000. Dạ. Tiếp nữa thì có chú Sưng Việt Kiều Mỹ hỗ trợ là 500.000. Dạ. Rồi tiếp nữa thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ 500.000. Anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Cô Nga, cô Yến, cô Sương Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Cuối cùng thì có cô Hồng ở Pháp thì cũng hỗ trợ 500.000. Đó thì con đến đây con gửi cho bà là 3 triệu nha bà. Bước đầu hỗ trợ cho gia đình mình. Cảm ơn mình. Bây giờ thì em xin phép quý Mạnh Thường Quân thì gửi cái số tiền 3 triệu đồng này cùng với phần quà đến cho gia đình của bà đấy. Bà thứ mấy? Bà thứ mấy? Tôi thứ 5. Mẹ của chú Nô. Bây giờ cũng điểm heo đưa bà từng triệu nha. Thương bà quá cả nhà ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 triệu nha bà. 3 triệu, dạ. Đó là những tình cảm ơn con. Gửi cho bà phụ lo trong phần đám tang của chú Nô 50 tuổi. Cảm ơn mấy con. Dạ, qua kênh của quý sư đầu thì cũng có ít tình thương quý nhà tâm gửi cho bà luôn. Qua kênh quý sư tộc với lại cùng anh em ở Sóc Trăng thì cũng có lời xin phép quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình thêm một ít tiền nữa. Thì đầu tiên là có chị Phương gửi 500, cô Mai Việt Kiều Mỹ là gửi 500, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Tổng cộng cái số tiền con gửi cho gia đình là 1.500.000 để phụ với bà lo hậu sự cho chú Nô. Và kênh em cũng gửi thêm 1.500.000 nữa, 1.500.000 ha. 500, 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 1.500.000. Cảm ơn mấy con. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đó bà. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bây giờ thì
cho anh em cũng thay mặt khán giả như mình quân thấp một nén hương cho chú ngon nhé. Cũng xin cảm ơn với mình quân rất là nhiều, cũng chào đến gia gia giúp cho gia đình được $500 Còn mặt 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 giờ con cũng lo cũng chưa có về kịp. Bên cạnh đó là anh em thì nghe nói là cũng đi làm chưa có về kịp. Nó có mình bà ở đây thôi. Cũng nhờ bà con còn họ hàng xóm gần đây thì chung tay xin áo quan lo cho thằng hậu sự á, lo cho nhà hậu sự mình đi mua đồ để mới mua đồ thuốc yếu. Đốt cái đèn cày á, đèn cày đó đốt cháy cũng cháy. Cái đèn cày này là đỏ hay khói vậy? Đất tiên nó cháy mất. Đốt đèn cày nó cháy. Dạ, bây giờ nó chưa thấy khoảng chặn kiến lắm. Khoảng chặn kiến đâu ạ? Mình ơi, kiến, lĩnh nữa. Kiến kiến nữa. Kiến nữa. Mấy bên kiến nữa. Mấy anh ơi, tình hay. Cái cày đó anh mất lại nằm ở đây hả bà, nằm ở ngoài đây hả chồng, ở trong nằm ở trong buồng á, giường nó thao bỏ hết rồi đó. Dạ bà, khi mà làm đám con thấy là gia đình mình đi qua bằng hai cái giỏ, mà ngày bình thường là mình đi qua bằng gì hả bà? Đi bằng máy. Xuống qua lộ là đi bằng cách nào? Đi đi đường này nè, quay đường chỗ xà lạ tên nó qua đi. Tính chỗ giấy tờ đó. Rồi bà cố gắng lên nha bà. Dạ. Bà cố gắng. Xin chào bà nha bà. Dạ dạ. Bà nghỉ ngơi nha. Dạ. Nha đúng đắn. Dạ. Trong mọi cái miếng cái rồi bà làm nha. Dạ. Cắt tiền nha. Dạ. Cắt tiền nha bà. Rồi cho ra con lâu rồi tại anh chơi mà. Anh em cũng mới vừa chia sẻ về hoàn cảnh của chú Nô, chú anh chị, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì có vợ con thì cũng ly thân, thì chú sống bên căn nhà đó thì tan nát. Thì bên đây nhà của người em, thì lúc mất thì người em mất thì bỏ lại căn nhà, thì chú cũng qua đây ở có một mình. Bệnh thì không có tiền để chữa trị của chú anh chị, thì đến đây anh em chia sẻ thì cũng có hỗ trợ số tiền của tấm lòng của nhà hảo tâm với mạnh thường quân để có tiền lo sự cho chú. Đôi đôi thì cho em cùng anh em thay mặt gia đình chân thành gửi lời cảm ơn tất cả với nhà hảo tâm với mạnh thường quân. Em xin chúc với nhà hảo tâm với mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Em xin hẹn chú anh chị những video tiếp theo. Dạ, em xin chào.